tốt nghiệp đại học ngành quản lý tài nguyên và môi trường, hình thức tuyển dụng xét tuyển, hồ sơ xét tuyển theo quy định hiện hành, nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại văn phòng sở Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, địa chỉ số 31 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 02383588238, thời gian nộp hồ sơ xét tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. qua thực xứ nghệ đẹp lắm, nên thơ đến lạ. Vâng, say trẻ xanh nhúc mặn, say câu ví ngọt ngào, say cả tình người biên dị không nỡ rời đi, phải không chị lên Mai? Đúng như vậy, xứ nghệ vẫn luôn nghĩa tình là vậy. Và trong không khí chào xuân mới, ngày hôm nay,